Nếu Slenderman trốn khỏi trường học mạng của cô giáo Robot. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tựa game cực kỳ là hot, Anh ơi, mấy giờ mình ngồi chơi game? Anh đang chuẩn bị quay game. Lộ giờ này mấy giờ ta? Mấy giờ quan trọng gì? Dạ. Gì vậy? Xin đi học. Nhanh lên. Ủa anh lớn rồi đi học gì nữa? Học hết rồi, giờ anh còn ở đi chơi game. Ủa người ta đi học liên quan gì tới anh đâu? Lẹ đi, dễ học kìa. Tôi đi học, tôi tự nhiên rồi đi học. Giờ sao đây? Thôi không đi đâu. Không, lẹ lên, nhanh lên. Rồi. Thôi, hẹn gặp lại các bạn vào ngày hôm sau. Bây giờ mình phải đi học rồi. Chán ghê. Buồn gì đâu luôn á. Buồn như con chuồn chuồn vậy đó. Mà chán như con chán luôn. Nghĩ sao mà kêu đi học. Mà hồi nãy mới quê nè. Các bạn nhìn mình đeo cái cặp nè. Hồi nãy đang đi ngoài đường á, gặp cái chú kia, chú quắc quắc lại. Tưởng là hả chú cho tiền hay là cho bánh kẹo gì. Không có. Chú kêu lấy cho chú tờ giấy số. Mình cứ quắc. Gì vậy chú? Chú nhìn con vậy mà sao chú kêu bán giấy số? Cái mình giờ mình nhìn lại mình vậy nè, mình mới phát hiện rằng mình không bán giấy số thiệt bạn. Nhưng mà con đi học chứ không phải là con bán giấy số chú ơi. Mà sao nãy giờ tới lớp mà không thấy đứa nào vậy ta? Ủa tụi nó tới rồi kìa. Trời ơi mấy đứa này nó gọi là hả đi vô học nãy giờ rồi mình rồi mới vô các bạn ơi. Thôi gì vậy? Anh đi này làm gì khóc vậy? Chẳng ăn chi? Ủa sao em khóc vậy em? Cái gì? Nó lớn rồi mà nó bị bắt đi học. Sợ vậy mà cũng khóc. Mình mới là người mới gọi là phải khóc nè các bạn. Các bạn biết sao không? Mình nè, có vợ rồi mà còn phải đi học đó. Mà nó mới lớn còn tí mà mày đã khóc. Nó đòi cho nó đi học mà nó khóc. Chán thiệt chứ. Ui, cô giáo vô để vô. Không biết. Dạ, em xin lỗi cô, nãy giờ em không biết. Gì đây, cái gì đây? I will not annoy Mr. Anitron. Em sẽ không làm phiền cô Anitron đâu. Sao cô giáo lại có bánh xe mà không có chân? Ui, cô giáo này không có chân các bạn ơi. Mà chỉ có bánh xe thôi. Ui, cô có cái cục giống như là người sắt Tony Stark á, Iron Man các bạn. Ui, cô giáo này là robot à. Ủa, chẳng lẽ nào bây giờ là tương lai hiện đại đến như vậy sao? Bây giờ là người dạy chúng ta sẽ là robot. Đồng hồ đang chạy nè các bạn ơi. Các bạn thấy không? Bây giờ là 4 giờ sáng các bạn. Ủa? Đi học gì mà 4 giờ sáng như người ta. Kéo xuống nè, để mở cửa ra. Ôi, chạy. Ôi, cô bị gì kìa. Ôi, em xin lỗi em không biết. Ôi, cô là robot các bạn cho nên là khi mà cô bị dính nước quá cô sẽ bị hư. Ôi, cái gì vậy? Cái chú bị gì vậy? Lúc này chỉ mới 5 giờ sáng thôi các bạn ơi. Hello. Ui, trong kia có gì đó đỏ kìa. Chạy đi. Cô ơi em có biết gì đâu. Tụi nó kêu em gạt cái đó chứ em có biết gì đâu. Nào. Wow. Con mùi tên. Chạy. Ui mà sao mình cao như người ta. Ôi cô đi xuống lưng bên kia. Wow. Đây. Woo. Yes. Liêu. Con không bắt được em đâu. Yes thầy quá mấy đứa ơi. Yeah. Chúng thầy rồi. Trời ơi, vậy là ngôi trường này bị làm sao các bạn ơi? Bây giờ là tụi mình phải thoát khỏi ngôi trường. Cái trường này chắc chắn là ngôi trường ma luôn các bạn. Của cô giáo robot Anitron. Các bạn nhớ tên của cô này nha, Anitron nha các bạn. Một đứa bị rớt rồi kìa. Yếu mà gai gió hả em? Yếu mà gai gió hả? Có lại mấy đứa ơi, nhanh lên, cô đằng sau kìa. Cô đằng sau kìa, chạy lên. Hù nó cho nó sợ chơi. Ui, cái này cẩn thận nha mấy đứa ơi. Laser đấy. Mình cao quá các bạn ơi. Ui hết hồn, tưởng đâu là một cái bẫy chứ. Ui cẩn thận mấy đứa. Ôi nó gãy các bạn, nó gãy đó. Cẩn thận rồi, xong luôn. Chạy lên rồi cố lên. Yeah. Wow cái này. Ui nó gãy á em ơi. Ê ui rồi nó gãy quá các bạn nhìn kìa. Ôi trời cái này cái bẫy. Ui tóc dài có che mắt rồi. Vút tóc cho đẹp trai nào. Tóc nó hơi dài che mắt. Ôi trời ơi nó gót à. Này quá ghê. Ui khoan. Mình bự quá bạn ơi, mình không biết mình qua được không? Yes, qua được rồi. Ôi mình bự quá sao mình đụng cái này nè. Ui mình qua được rồi, hay quá.
Chơi bóng rổ nè mấy đứa ơi. Đây, đứa nào cuộn lại để anh quăng vô bóng rổ nè. Wow, yeah. Rồi đi thôi. Đây đây có chơi bóng nè. Lấy chơi bóng. Lấy cho anh. Ủa, không lấy được à? Khoan. Ở đằng kia nó có một cái dấu nè. Ôi, cô kia. Mấy đứa lừa. Mấy đứa này nó lừa mình các bạn ơi. Chạy. Lẹ lên. Cô dí kia. Đây chính là cô giáo robot Anichon nè các bạn. Không, robot mấy con các bạn thấy không? Đâu có chân đâu, chỉ có bánh xe hả? Con mũi tên, nè bạn ơi, con mũi tên nè. Chạy lẹ lên. Ôi, đừng có ơi, tha cho em. Ôi, toilet rồi. Chui toilet. Ôi, đừng có đâu. Chui chui. Nó thui lắm cô ơi. Cái này là đường cống của toilet nè. Ui, mấy đứa này yếu quá nhìn anh nè. Đó, yếu quá mấy em ơi. Rồi, chúng ta phải cố gắng lên mấy đứa ơi. Trời ơi các bạn ơi, ở dưới cái trường học này nói chung là khá là dơ các bạn. Ờ đúng rồi, cái này dưới đường toilet mà, đường cống toilet mà, cho nên nó phải dơ thôi. Rồi, đi nào, nhìn anh bắt con cua đây. Thấy gì chưa? Ấy, mấy em hơi bị gà, anh hơi bị đỉnh. Đấy, thấy chưa, anh về nhất rồi này. Nhanh lên. Mấy đứa này nó thật sự phải nói là mình đang giúp tụi nó để thoát ra khỏi cái trường học gọi là ma này, mà tụi nó làm vậy là không được rồi. Mình đi trước đây, kệ tụi nó đi. Let's go. Mới ngày đầu tiên đi học mà không được rồi. Ôi khoan, Mình phải lấy cái cặp của mình để mình chạy chứ nãy giờ quên. Ủa mà khoan, cái cặp mình để trong lớp mà. Thôi kệ nó, lấy gì luôn. Bây giờ nè hả, Bedwear the duck. Bedwear là cái gì? Mình đi trước nữa bạn ơi. Có gì tụi nó chạy trước, mình chạy sau á. Tụi nó khôn lắm, tụi nó cho mình đi trước mà. Không đi. À! Một con vịt. What? No. Ui, che mắt rồi, rút lại cho đẹp trai nào. Ui, giờ này còn đẹp trai gì nữa, giờ này nó chạy đi đẹp trai gì. Đây, có đường này. Tụi nó đây rồi. Let's go. Yeah, lên rồi. Bị bắt đi mấy đứa ơi, bị bắt đi. Yeah, hot rồi. Yeah. Ui, có một bạn nữ mặc đồ hồng nè. Dễ thương. Rồi, đi tiếp nào. Đừng lên cầu thang này nếu bạn không biết cách vượt qua những cái bẫy. Nha. Đừng bao giờ lên cầu thang này. Đấy, rất nguy hiểm. Cái này là có bẫy đó bạn. Ôi trời, nó rớt kìa. Ôi trời. Rồi, người mình gọi là ha. Thành gọi là cái gì luôn ta? Thành dồi sang luôn rồi. Khoan, không được. Mình đứng méo vậy rất là nguy hiểm. Mình phải đứng. Đây. Đây, mình phải đứng đúng vô cầu thang các bạn ơi. Đây, cái này là cái cách để chúng ta thoát ra khỏi này nè. Mình chỉ cho, mình đứng vậy nè. Rồi, lên đi em. Lên nè, mà 1, 2, 3. Lên. Đúng rồi, chuẩn luôn. Ôi trời, nó rớt à. Mấy đứa này không biết cách lên rồi. Để nè, chỉ cho. Anh là pro lắm. Rồi, này thì trời. Rồi, vô nè. 1, 2, 3. Lên. Đó, thấy không? Thấy đỉnh chưa? Mà các bạn phải có nhịp đàng hoàng. Ở đây người ta có một cái biển báo là cẩn thận té nè, sàn trơn nè. Chúng ta đang thoát khỏi cái trường này, các bạn thấy không? Có trường học nào mà gọi là hả làm kiểu này không? Chắc chắn ngôi trường này trường ma rồi bạn ơi. Ê, có cửa nè mấy đứa ơi. Có cửa nè, qua đây, có cửa nè. Mấy này. Ủa, cửa này khóa rồi. Cửa bên này thì sao? Ủa, sao kỳ vậy? Tối thui vậy. Ui, cái chỗ này sao tự nhiên bàn ghế đem ra đây chặn lại hết vậy? Cái gì đây? Rồi, bây giờ mình tới phòng học các bạn ơi. Phòng học gọi là kiểu như là cái này là vẽ hay gì á. Ủa, nó cửa động kìa. Ủa, hình nhân cửa động. Ôi, có ma. Đừng có đi nữa. Cái này là cái hình nhân để chúng ta gọi là hạ vẽ nè bạn. Nhưng mà nó cửa động luôn kìa. Cái gì đây? Ở ngoài cái vùng voi bạn, nó sẽ có gọi là hạ Manel cười. Nói chung là cái này không biết, tiếng Anh không biết nên khỏi chém gió. Cái này là Madercan các bạn. Nhưng mà tại sao? Ui, nè, cửa động nè. Đâu rồi? Đó, thấy chưa? Nó cửa động các bạn ơi. Thôi, chạy. Come on, đi nào. Yes. Ủa, sao nó lẹ vậy? À, đố các bạn biết phòng này là phòng gì? Bạn nào biết bình luận ở bên dưới nào? Đố các bạn biết. Đây chính là cái phòng mà rửa hình nè các bạn ơi. Mấy tấm hình này người ta rửa nè. Ui, ghê quá. Bây giờ làm sao đây? Wow, đi tiếp nào. Ui, ở ngoài đang mưa các bạn ơi. Có đứa nào đem dù không? Hello, có ai đem dù không? Mưa rồi, không có ai đem dù luôn các bạn ơi. Bây giờ là không được rồi. Ui, không được rồi. Wow. Không hả, không có các bạn ơi. Bây giờ tụi mình phải. Ui, cái gì vậy? Cái này cái gì đây? Wow, cái này mình biết rồi. Cái này là một cái thử thách nè, biết rồi. Ui, bình tĩnh. Chạy, nhảy lên. Ôi trời ơi, thiếu một cái là nhảy được rồi. Rồi, nhanh. Đây, mình sẽ thử thách khó nào, mình sẽ chơi thử thách khó luôn. Đấy, cái này giống như nhảy dây thôi đó mà. Đơn giản như đang giật. Hết hồn, tưởng
Help me, help me, có ai thèm, có ai thèm. Em có làm gì đâu, em có làm gì đâu, em có làm gì đâu. Úi giời ơi, đâu hết rồi, mấy đứa ơi, đâu hết rồi. Help me, gọi xong luôn. Đây là cái chỗ gọi là hả, canh tin nè các bạn. Canh tin uống màu hồng nè, có nước màu hồng nè mấy đứa ơi, uống không? Thôi nước này uống được đâu. Ui ai vậy, ai vậy, ai vậy? Muốn quạt à, muốn quạt các bạn ơi, thanh niên muốn quạt. À không, cái này là ông đầu bếp muốn quạt các bạn ơi. Nếu mà các bạn không tin mình cho các bạn coi ông muốn quạt nè. Đấy, vườn hồng ngày xưa đó. Ủa sao cái gì vậy, cái gì vậy? Thật sự không thể tin được là mình lại dướng vô cái chỗ đó. Thì à, cái đó chính là xì lao màu hồng. Xì lao nó sẽ làm chúng ta chậm đi. Rồi bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đứng lên nào. Rồi, mở nhạc thật to lên nào. Vườn hồng ngày xưa đã. Úi trời ơi, ông muốn quạt cơ bạn ơi. Úi trời ơi, úi trời ơi. Chú đầu bếp ơi, sao chú lại đuổi theo con có làm gì đâu. Âu, 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 âu. Dậy lên đây, đúng rồi, hết rồi, yeah. Wow, thấy rồi, ui hết rồi. Rồi xong, tụi nó bị ông đầu bếp bắt để muốn quạt rồi các bạn ơi. À đây, có một đứa thoát rồi nè. À, Peter à, Scream, bây giờ là bơi nè. Trời ơi, nó thui quá, chịu không nổi, nín thở bạn ơi. Bơi là phải nín thở nha các bạn. Thoát coi, get to the bus, đi tới xe bus nào, yes. Rồi, chúng ta tự do rồi. Yeah, I'm free. Oh, no, 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 cô ơi, no. Cái gì đó, con dịch kìa, con dịch kìa. Rồi, nó cắp cáp, cạp cạp cạp, nó cạp mình luôn. Xe kìa, xe kìa, xe, ôi. Ông đầu bếp muốn quạt, ông đầu bếp muốn quạt kìa. Help me, help me, help me, help me, help me. Bị lừa rồi, ui đi xuyên luôn à. Ảo thật đấy, lên xe nào. Lên xe thoát khỏi chỗ này thôi. Let's go, yeah, đóng cửa rồi. Cô không vô được đâu cô ơi. Tha cho em đi, em không muốn học ở trường học này nữa. Let's go, lên đường thôi nào. Woo, yes, thoát rồi. Yes, thoát rồi các bạn ơi. Mình đã bỏ lại tụi nó rồi. Yeah, mình đúng là một người anh tốt. Thật là tuyệt.